Nhà vườn ở Phong Sơn gửi lời chào các bác yêu cây. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 1 năm 2022. Đầu xuân năm mới thì em có tới vườn của nhà bác Phi, ngụ tại xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Thì tại khu vườn của bác còn rất là nhiều cái cây đẹp. Tuy nhiên thì những cái cây nào mà em ưng mắt nhất, mà em thấy nó đẹp nhất đối với em, thì em quay lên để các bác cùng ngắm. Đó, một tác phẩm xanh, một tác phẩm xanh quê dáng làng. Cây này thì có tuổi đời, theo bác nói là tuổi đời từ 70 tới 80 năm tuổi. Đó, 70 tới 80 năm. Đó, một cái cây nó rất là giá trị bởi chỗ là nó giá trị bởi về cái độ tuổi của nó. Đó, giá trị thứ hai là về cách làm cây. Một cái cây rất là già, bông tán đẹp, nó thân cốt rất là sạch sẽ. Đó, lát thì em sẽ quay cận cảnh cho các bác cùng ngắm. Cây thì nó đang đợt này đang lá non, thì chắc khoảng 2-3 tuần nữa thì tỉa đi một lớp, thì nhìn nó sẽ mịn màng và nó sẽ đẹp hơn. Đó, thì nay tiện em qua ghé thăm vườn thì em quay để các bác cùng ngắm. Đó, cây cốt 1, thân 1, các bác nhìn ra đó, da bạc trắng. Đó, bạc trắng lốm đốm. Đó, cái da cây nó cũng giống như da của những người già đó, trắng lốm đốm nhăn nheo. Đó, các bác cùng ngắm. Cái này thì tỉa qua một lớp thì nhìn nó đẹp hơn. Đó, đặc biệt là cây này để mà đẹp nữa thì phải thay sang một cái chậu mới. Đó, một cái chậu mới thì trông nó đẹp hơn. Cây này thì chiều cao từ mặt chậu lên nó khoảng 2,5 m và tán nó khoảng tầm 3,8 m tới gần 4 m đấy các bạn. Chậu này đang là chậu dài 2,6 m và ngang là 1,8 m. Cái này thì thay sang chậu nó hơn một chút và chậu đẹp hơn một chút nữa thì nó sẽ nổi bật cái cây hơn. Cây cốt 1, thân 1, nhìn cái thân nó sạch sẽ với nó già, nhìn nó cũng sướng mắt. Đó, một tác phẩm xanh dáng làng. Cái này thì bác nào có khuôn viên rộng mà các bác những tác phẩm như thế này thì giá của nó thường là hơi cao một chút so với những cái cây nó non cây. Những cái cây nó nhìn cũng như thế này, bóng to như thế này, nhưng giá có thể là 20-30 triệu, thậm chí là 10 mấy triệu cũng có. Tuy nhiên là những cái dòng như thế này thì dành cho các bác đã chơi cây rồi, các bác sành chơi, phải nói là cũng có một chút chịu chơi, thì các bác sưu tầm những tác phẩm mà nó có năm có tháng như thế này chơi thì nó xứng đáng đồng tiền hơn. Số điện thoại của em ở trên màn hình, các bác muốn biết ra giá chi tiết thì nhà vườn em sẽ có trách nhiệm báo giá và vận chuyển tới nơi cho các bác, hoặc là các bác kết bạn Zalo. Các bác kết bạn Zalo, nếu như tác phẩm này các bác chưa ưng thì nhà vườn ở Phong Sơn sẽ đưa lên trên Zalo các tác phẩm mới hàng ngày, thì các bác kết bạn Zalo để các bác theo dõi những cái cây mới và em báo giá trên Zalo là tiện hơn. Đó, bởi vì tùy từng vị trí địa lý, tùy từng tỉnh, đó, giao cây vào trong miền Nam thì giá nó một khác, mà các bác ở gần miền Bắc thì giá nó một khác, nó tùy theo cái khoảng cách và vận chuyển. Đó, một cái cây này thì video lâu lâu rồi em cũng đã đăng, đó, em gọi đây là tác phẩm hồn quê đó, đó, một là tác phẩm xanh quê, đó, nhìn nó rất là thơ mộng. Đó, càng ngày thì cây nó càng hiếm các bạn, càng ngày cây nó càng hiếm, mua cây càng khó và giá càng cao. Đó, nên là các bác ưng được tác phẩm nào thì các bác có thể điện trực tiếp cho em qua số điện thoại ở trên màn hình. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Chúc các bác thật là nhiều sức khỏe.